Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật sự thật bất ngờ về vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, càng già càng giàu. Từ 65 tuổi trở đi, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu đến cuối đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Tý 1960 thân mến, người xưa có câu ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên, bên cạnh đó tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, thì từ 65 tuổi, người tuổi Canh Tý sinh 1960 có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh trời trực. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được những cơ hội vàng này, thì quý mệnh chủ sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Từ đó tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao vậy. Vậy những cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Canh Tý từ 65 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên sẽ là đặc trưng tính cách của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt với đầu óc sáng tạo. Thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào, thì Canh Tý luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc, nhưng trên thực tế thì lại rất dễ bị kích động, song lại rất giỏi kiềm chế bản thân. Có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ mến, dễ gần. Họ thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh. Cũng có một phần nhỏ những người tuổi Canh Tý thích ca cẩm và cằn nhằn. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại. Canh Tý thường là người giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc, nhưng khi đã nổi nóng hay vô lễ thì đó là khi đã vô cùng buồn bực và tức giận. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ,
và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy, nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý được nhiều suôn sẻ, không có nhiều vất vả. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ. Càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng. Thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ theo. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác không phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Càng về già, càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưng phúc bên con cháu. Trong tình yêu, nam mệnh, cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi. Lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh, cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Cũng bởi chuột được xếp ở mốc khởi đầu cho chu kỳ 12 con giáp, thế nên người tuổi Canh Tý cũng gắn liền với đặc điểm của sự hào sảng, năng nổ và tháo vát. Họ gắn liền với những đặc điểm của sự mạnh dạn, năng nổ, mật thiết, với sự thành công hữu hình, sự giàu sang và những giá trị xa xỉ khác trong cuộc sống. Đó là sự năng nổ, sức quyến rũ, sự chăm chỉ, tính kỷ luật và bản tính sôi nổi, cuồng nhiệt hơn hẳn những tuổi khác. Người tuổi Canh Tý có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có và thành công trong cuộc sống. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Đó là điều giúp họ trở thành những người có khả năng giải quyết vấn đề một cách xuất sắc, là người rất khéo cư xử, bởi vậy có khả năng thành công cao trong một cuộc anh đua trong sự nghiệp. Họ thực sự là những người rất thành công và thành đạt. Họ luôn tự chủ và thận trọng, rất chu đáo khi cư xử với những người xung quanh. Một mặt họ có thể giỏi trong nghệ thuật, văn chương, thế nhưng mặt khác lại cũng có khả năng trở thành những thám tử, nhân viên, kế toán hay kỹ sư và nhà nghiên cứu bệnh học xuất sắc. Ngoài ra, cũng có thể tham gia vào hai lĩnh vực, đó là luật sư và chính trị.
người tuổi Canh Tý cả đời có khi không phải lo lắng đến tiền bạc, nhưng cũng phải hiểu rằng đó là do bản tính ăn dè để dành mà có. Hãy nên cố gắng học một ít kiến thức để quản lý tiền bạc, học cách làm sao mà tận dụng khoản tiền hiện có một cách linh hoạt, chịu khó học hỏi, nghiền ngẫm thì nhất định sẽ được đầy đủ và sống thoải mái. Với sự nghiệp, công việc ý tưởng nhất là quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán có thể phát đạt, về tương lai tiền đồ thường sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và là người biết dành cơ hội khi thời cơ đến, là người có tinh lực dồi dào, có sở trường về vạch kế hoạch, mặt khác lại rất lanh lợi, linh hoạt, thế nên làm ngoại giao, tình báo rất tốt, song cũng cần phải tránh một số nhược điểm dưới đây, tránh chủ quan, bảo thủ, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác. Để đi đến kết luận thì không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn, không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực, tránh nóng nảy, đa nghi sẽ làm hỏng việc lớn trong công việc. Khi gặp khó khăn, phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, hãy nên giải hòa trong tranh chấp. Nhìn chung, tuổi Canh Tý là một người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn nên tiền đồ sáng sủa. Từ 65 tuổi, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý nói chung là khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, thêm nửa chuyện làm ăn, dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn là kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể còn được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý lãnh đạo, ví dụ như một tay cầm con dấu, một tay định chức quan của thời xưa. Ngoài ra, từ 65 tuổi trở đi, con đường thăng tiến của những người tuổi Canh Tý, đặc biệt là nam mệnh vô cùng sáng lạng, năm 2024 sẽ tạo động lực cho bản thân nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng thôi thúc phải hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, những chú chuột tha hồ tỏa sáng thể hiện tài năng, cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần phải khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bủa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, tốn thêm nhiều tiền của. Nam mệnh với tính cách chăm chỉ, có khả năng ghi nhớ tốt, nên càng đến trung vận thì lại càng nhận được nhiều thành công. Nếu đam mê kinh doanh buôn bán, thì độ tuổi từ 65 trở đi sẽ gặp nhiều thuận lợi, thu về nhiều tiền tài, cuộc sống dư giả. Tuổi hợp làm ăn là với tuổi Canh Tý, Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi. Tuổi Kỵ không nên kết hợp là tuổi Nhâm Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân. Nữ mệnh sự nghiệp vững chắc, cuộc sống ấm no, tiền tài ào ào tới cửa. Các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi là ba tuổi sẽ hỗ trợ rất nhiều trong chuyện làm ăn, công việc. Nữ mệnh Canh Tý không nên hợp tác với các tuổi Quý Mão, Ất Mão, Nhâm Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Bính Thân để tránh công việc trắc trở để có thành công. Xét về phương diện tài lộc, bản mệnh tuổi Canh Tý đã có số vận tài, đặc biệt là từ 65 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, công việc không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ, quý mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, cũng phải nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới có được thành công. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian khi dồn công sức cho một việc, thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán, dù hứa hẹn một năm có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhưng tuổi Canh Tý hãy nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm có thể sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, mà vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, đa phần những người tuổi Canh Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào, phần nhiều là rất nhân từ, khoan dung, độ lượng với người mình yêu mến, bản thân luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí. Khi xảy ra tranh cãi, bằng lòng nhân từ vốn có, họ luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình, bởi vậy, ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Canh Tý lại không thật sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu thì thường rất chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải báo đáp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt thành trong tình yêu lại khiến bản thân trắng vẫn hoàn tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Canh Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã từ những chuyện không đâu. Nữ giới tuổi Canh Tý thường theo đuổi những mối tình viễn vông mà luôn hy vọng được là một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó, kể cả là bề ngoài hay nội tâm.
họ là người khá yêu tự do, thích được bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu, người có thể khiến họ lao tâm khổ tứ đều tài giỏi, xuất sắc. Đáng tiếc hễ khi cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như bản thân vẫn tưởng tượng, là liền mất đi lòng tin, nữ giới tuổi Canh Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo gia đình, lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Nam giới tuổi Canh Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng, khi bạn đang yêu thường tỏ ra nho nhã, ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta, tuy là rất thành khẩn, lễ độ, chất phác, không màu mè, nhưng khi bị phái nữ trêu chọc thì sẽ không kìm được mà lộ sạch mọi tính tình thiên bẩm ra, lúc ấy cô gái bên cạnh sẽ hoài nghi nhân cách của họ. Theo tử vi tuổi Canh Tý, đa phần họ đều thành công, bất luận làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén, và vì có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa. Đường tình yêu không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều là hạnh phúc, ở tuổi 65 có nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm, sẽ là một năm vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng, quan hệ vợ chồng được củng cố, do đối tác hết lòng hỗ trợ, điều đó đem đến cho họ sự ổn định và đam mê. Tuổi Canh Tý tương hợp nhất với tuổi Thân và tuổi Thìn, những người trong nhóm tam hợp này sẽ tạo thành một mối quan hệ rất tốt, kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn cùng nhau, thì họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc, thịnh vượng. Tình duyên của nam mệnh Canh Tý 1960 được chia thành 3 trường hợp theo tháng sinh như sau: tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 10, chuyện tình cảm thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn; tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 12, chuyện tình cảm của những người này sẽ gặp được nhiều thuận lợi, sống hạnh phúc, người sinh tháng này có số nhiều vợ; tháng 6, tháng 7, tháng 11, người sinh tháng này lại vô cùng may mắn trong tình yêu, cuộc sống của cả hai người sẽ hạnh phúc vì hai người biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Tình duyên của nữ mệnh Canh Tý 1960 được chia thành 3 trường hợp theo tháng sinh như sau: tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11, chuyện tình duyên sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và hạnh phúc đến trọn đời; tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12, tình cảm không có nhiều thuận lợi nên dễ phải thay đổi hai lần đò; tháng 4, tháng 9 là những tháng chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, dễ gặp trục trặc, có thể sẽ phải 3 lần đò mới tìm được hạnh phúc của đời mình. Xét về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý từ 65 tuổi không có quá nhiều biến động. Nhìn chung quý mệnh chủ không mắc trọng bệnh, dễ gặp giữ hóa lành, có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối trong cuộc sống. Và vấn đề tài chính, thời điểm đầu năm các vấn đề sức khỏe đối với người tuổi Canh Tý thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần phải có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân. Thứ nhất, các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Canh Tý là dạ dày, huyết áp hoặc vấn đề về thần kinh. Vì thế, có bài tập giúp giải tỏa hệ thần kinh sẽ rất tốt, có lợi cho bản thân. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải đợi thêm, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960 sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mạnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn, của để. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa. Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công. Người này có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy, tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960 sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hưu quạnh, là người yếu đuối, sống có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét trốn hồng trần, gian dối, không tham, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960
sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, giảm bớt vận hạn và sẽ tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hầm hiu, lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc, quý nhân nâng đỡ sự nghiệp, có hung có cát, song về cơ bản, vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cữ phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Sau người này lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này có số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Canh Tý. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 8 âm lịch. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời người này vinh hiển, phú quý, giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượn vận, nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Người này thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, thì người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhắc chết, thiếu khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo giặt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 10 âm lịch. Xem vận mệnh người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, đây là lúc hết thời kỳ vất vả, lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào Tết Tiểu Hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận. Người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc,
có lộc ăn lộc uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tu nhiều vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý cô bác đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ, tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phúc mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tập tâm ý, dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu. Ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào mớ đức phúc vận của mỗi người, phàm trong đời phải lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm, làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro. Do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Canh Tý được Phật A Di Đà hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Canh Tý quan tâm đến Phật bản mệnh thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng Phật A Di Đà thường có thân màu đỏ, đầu đội bảo quang, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là váy lụa, mang chuỗi ngọc trên người, có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật báo thân Sa Monica, an tọa trên tòa Nguyệt Luân hoa sen, bảo tọa do 8 con khổng tước khiêng, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục, bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường nổi lòng tham, không chịu từ bỏ. Phật A Di Đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái ẩm chuông, cánh hoa sen sáng bóng tượng trưng pháp môn Di Đà, có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tĩnh lại. Trong Phật giáo Đại thừa, Phật A Di Đà có vị trí đặc biệt quan trọng. Phật A Di Đà chọn Quán Âm Bồ Tát và Bồ Tát Đại Thế Chí làm hai vị thị giả. Trong thế giới Cực Lạc, Ngài có lòng từ bi vĩ đại, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh đến miền Cực Lạc. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ, nhà nhà thờ A Di Đà, hộ hộ bái Quán Thế, là có thể biết được địa vị của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà và tín ngưỡng thế giới Cực Lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo, còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán. Chính sự gần gũi này, đa số chúng ta thường thờ và niệm A Di Đà Phật. Phật A Di Đà Phật sẽ giúp bạn khắc phục mọi khó khăn, nhọc nhằn vất vả trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho chúng sinh. Phật bản mệnh tuổi Tý là Phật A Di Đà, cư trú tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, dựa vào nguyện lực vô lượng của Ngài để phổ độ chúng sinh. Những người sinh năm Canh Tý sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời bình an, gặp hung hóa cát. Nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, người sinh năm Canh Tý nên đeo mặt dây chuyền hình tượng Phật bản mệnh sẽ được Ngài phù hộ cho tuổi của mình. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó. Như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt. Nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy. Chúng ta không cần phải tức giận. Thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận. Bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả. Chỉ bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt. Như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra. Chỉ cần đừng làm khó chính mình, thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ. Không nên cứ mãi giày vò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ,
an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức, rồi thì thôi hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu, mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tỉnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực, thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chính mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị, làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.